chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em sẽ chuẩn bị tiếp một đi mò cá các bạn ơi. Hôm nay thiếu vắng củ tỏi lên nên giờ đỉnh anh Tư Gề sẽ đi mò cá, các bạn xem tiếp video nha. Đây, xuất phát. Hai, xin chào cả nhà nha. Giờ ba anh em đi ra đường kinh rồi các bạn ơi. Kinh đứng thấy. Kinh đứng thấy. Tại trong ruộng nước đục ngầu giờ. Ha. Nó bơm. Này bây giờ mấy anh em sẽ chuẩn bị xuống xuống kinh mò cá nha cả nhà. Hy vọng sẽ có cá cho cả nhà mình xem vui. Hôm nay thì dánh của tỏi lên nên rồi các bạn ơi. Ông mình mò có chừa cá gì không trời, mò hết trơn cá luôn rồi. Mò tới đi bê bê. Bơi bơi luôn hả? Nhiều không? Mò tới đâu? Mấy ký không? Tới đầu kinh chắn không? Cá thì chủ yếu nữa không có nhiều. Chủ yếu tới đâu nhậu tới đó à. Được mấy ký? Quá wow, trời ơi đúng rồi, chân cá rồi à, ốc vậy, ăn cái chân cá luôn, đem ốc đem về cho vợ ăn. Cái này làm gì? Con quay cũng như lúa trúng đó hả? Dạ, quay lúa trúng với bơ bắt cá trúng rồi đó. Trời ơi trời. Đồ nó kêu quay nha. Trời ơi là trời. Bỏ đại lắp nào đó, lắp nó lá lại ai biết. Đó, đại lấy lá lắp lại. Cái lóc phải nở. Đồ, có con lóc nhỏ. Bên đó có không? Cái lóc mẹ nữa đó. Vô luôn, hai ba con luôn. Bự không? Cua. Cua. Hốt, hốt bắt luôn. Lại em nắm dính nó chơi luôn nè. Dính cua. Hai con. Kệ. Hai con hết trơn. Ba con luôn vậy? Hai, nhân mối. Ô, ba con luôn. Ba con. Nắm ba con của. Hốt hàng ba con của. Tới không chị? Chỗ này nó mồi rồi nè. Ừ. Hả? Chỗ này mồi rồi nè. Dạ. Đi đi, cứ nó mồi rồi hết trơn này. Tiếp tục các bạn. Do hồi nãy cũng có một cái đội đi trước. Đi mò trước rồi người ta nhậu luôn rồi, người ta xỉn rồi, người ta đi về luôn các bạn. Cho nên bữa nay chắc sản lượng cá nó không có bằng những tập hồi trước mình quay. Với đậu quân mình hơi ít. Nhưng mà mấy anh em cũng cố gắng, hy vọng sẽ có clip hay cho cái nhà mình xem. Xíu mấy anh em lội xuống. Phải khó mò, cũng lạnh tới lạnh trời. Đây giờ mấy anh em gì ọc ọc kia. Con tiên bắt luôn. Ừ, có nhớt. Con cá đầu tiên. Giờ này chưa vào cái sạc cứ bắt đây nha anh em. Nào vào mình phóng sinh nó sao? Sao? Ủa này sao xuống cái này sâu sâu quá nè. Hàng nào hơn lấy rồi kìa. Đây, cũng hơi chua à. Cá gồ, cá gồ, chà bá luôn. Trời ơi, cá gồ, cá kịch con, cá này là. Ê, mê, mê, nghe. Còn em. Nãy chừng mới nó mò, cá chưa vô. Mò có khúc à. Ừ, chừng mới nó mò, đẳng không á. Ra đi mò lần nào. Bóp, chết bỏ nha. Chết bỏ nha ông thầy ơi. Cái lóc các bạn ơi. Ủa. Có lý, có lý, có lý. Em không, em không. Em rồi đó. Cá gồ. Chết bỏ à. Chết bỏ nha, không để xảy nha. Bắt lại đi. Bảnh đi, bảnh em lộ ba. Này lội chết cơ mà, không ăn nữa. Bảnh đi, còn méo bảnh đi. Đi, đi. Mấy cao thủ này còn yếu quá. Chừng nó chưa mò tới đây đâu. Chưa. Này, nó không biết ăn cá. Hàng bà đá nào à. Đây đường kinh nha các bạn ơi. Đường kinh nha. Đường chết luôn nha. Trời luôn à. Ngạo vô nha. Mấy con này. Đường chết với con cá sặc nữa. Bữa nay là không tha. Không tha đâu. Đông lắm. Ủa chứ nếp khúc này có à các bạn ơi. Ừ. Ba con luôn nè. Đúng. Ba đi bài. Bắt đi đúng rồi. Được gì bắt à. Bắt gì ăn nấy à. Đúng. Mập mập không.
Mặt lại đi. Chơi luôn. Sợ hồi cộng nổi. Không nổi mình tiễn ra. Mới vô mình chưa biết là lương khô của mình tới đâu. Chuyện nào giàu thì tính sao. Đây, mới vô cũng được mấy con cá, cua là cũng ngon ngon nè các bạn. Đây qua đi. Cải bớt đi để cầm dễ mò. Cầm khó lợi lợi không? Rồi. Chết đi. Được. Thổi sảy luôn á. Hy vọng với nhà mình xem clip vui vẻ nha cả nhà ơi. Đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều clip mới nha. Hay thọt. Thọt cái giọt gì mà đâu hôm tới nữa. Kỹ không thầy ơi. Hả? Kỹ. Mụn ba báo luôn. Thọt. Thọt cái lấy ra. Kỹ kỹ. Trên đó có mấy hàng trên đó không biết có cá. Chết nóc trơn tăng ơi. Cứ cứ móc đi. Bỏ túi trơn luôn á. Ừ. Con nhớt, con nhớt. Cái gì đây? Lắp gì? Cái ngô hay con luôn gì nè. Con ngô. Êm, êm, êm. Quên bỏ hai con chép vô. Ừ. Hai tay bắt ngay cái gô thôi. Đù quá, bắt cá gô hai tay ha. Rõ ràng nghe xíu ơi, mấy xíu ơi. Dám bắt cá gô hai tay luôn trời. Cái lỗ tai dính sình luôn. Mấy con, được mấy con. Trời trời, bắt cá gô hai. Nắm nắm. Cái gô cỡ này. Gô bự luôn mấy trời. Ủa, sao đó có ngắm mối cái gì? Ngắm mối trong vỏ sẵn hả? Tưởng đâu nãy hốt cua có vô cái mối luôn. Chép bự rồi. Ừ. Qua anh thầy kêu tìm chép kho sở rồi. Anh thầy hôm nay đứng chống nạnh chỉ huy rồi. Hôm nay làm cha rồi. Có vô rồi. Không biết nữa. Cái sạc không gì đâu, cái sạc không ăn. Để đi, tới đâu tới. Bữa nay chết cây là men. Này lính lá, bệnh luôn. Quân ta bữa nay ít quá các bạn ơi. Bệnh cái gì? Cái gô. À, cái gô không chạy đó vợ. Kệ đi. Kệ đi, cái gô. Gô cha ta rồi. Cha thiên hạ rồi. Nó kiếm bắt cá lóc rồi. Gạo kiếm mấy cá lóc đâu hả? Đây còn nữa nè, nó lú đuôi không rồi trời. Học sâu. Từ từ bắt. Từ từ không phải. Phải, phải luôn, không phải lúc nào cũng có cá luôn nằm lú đuôi gì không hả? Cái khang này cái này còn này. Nè, hả? Ừ, có gô mập á. Rồi tới tài. Gô mập. Hôm nay sơ thấy là mình nhiều hơn mấy hàng nhậu nãy rồi đó. Sơ nhiêu đây nãy giờ nhiều rồi đó. Nhậu tới tay rồi. Trời, nó lú cái đuôi ra khó bắt thiệt. Hang nhỏ là gì? Tự bắt. Lượng cá bự bắt cái. Trời trời. Cá này mập bắt trước kìa. Nè. Trời, nó cá đi. Cá nuôi. Cá nuôi. Cá mùa này nó mập nè. Nó dậy cơm lắm. Mày. Dung mày. Cao thủ mà cá không các bạn ơi. Nãy là có hai em đó, hai em mà mò đó. Hơi bị nhiều quá đó. Cái gì nó ngứa cái này đâu có vậy. Ủa cái sạc. Mò hết mò chưa? Hết chưa? Còn nữa hả? Dữ vậy. Còn cái gô nữa nè. Nhiều không? Còn nữa hết rồi. Cái hang nó có khúc rồi à. Con nó bự rồi. Quay vậy nó dồn là cái gì? Con này cũng nhỏ hả mà. Ồ. Có hết. Chết nè thầy. Ủa vậy được. Lớn như vậy rồi. Đây đâu có nuôi ngày nào đâu. Cầu. Cầu kiếm có cá mà ăn. Cái gô này mà chiên sầu quen. Chiên giòn á. Mắm gừng á. Làm được mắm nè. Mắm gừng. Mắm gừng á. Nhà em có gừng, nhà em có gừng. Tới công chuyện.
con hàng một ba con. Bự không? Đó, mất kìa, nó cốt cái đường kinh nó sên rồi lên lại cho tay quay phim nữa chạy. Đỡ đỡ buồn cho đẹp chứ. Má mượn nổi. Gì mà cay rồi. Lúng. Ôi, ngang cổ rồi các bạn ơi. Hả? À. Cái rô. À, quá liền. Má rô nè trời. Ừ, nó mới ngon lắm. Cái rô ngọt ngọt. Tinh thần này nó ốm dữ chưa cái rô mà. Trời ơi, nó móc một đống nhân chép nữa rồi kìa. Đánh nó đẩy nhỏ một đúng không con. Ôi, có hàng mùa có à, dài trên chết. Dữ thiệt. Chào, chào các bạn nha. Tới em chuyện các bạn. Ây da, ngàn cổ luôn. Đi trong mé bển đi. Giờ đi trong mé bển cho lấy em chép tới. Ủa, đi đi em lội qua. Lội qua cho. Nhiều giờ qua. Đi không được nữa nè. Ngàn cổ thiệt. Hoàng hòa con chép chép nè. Chưa tới đó mà. Ờ, anh chép bỏ quần nó đi. Nó là lâu quen là cầm cái máy này vậy mà tê tay rồi. Lội á, dối á. Ừ. Đỉnh phát hiện cá rô nữa các bạn. Cá rô nó cả này hả? Cá rô mày à. Nè. Ồ. Quá đã. Đỉnh mò cá rô không ha? Cá rô không chạy bữa nay. Về cho ăn cá rô quá. À, chết nữa nè. À, tới nữa nè. Họ cơm chép bên này, cái nào mấy bự luôn cả. Đều cả. Chắc nuôi. Nuôi. Biết cháu này thấy là không có. Yeah. Nó có rô nào đây mẹ mẹ không nè. Ôi. Nè, à, cầm giùm anh cái gỡ luôn cái. Rồi, tới công chuyện rồi. Sơ sơ có nhiều cái rô mè đây. Túi rồi anh chép. Túi anh chép luôn hả? À, một túi nước luôn nè. Túi sình. Ây da. Giờ nó ngập ngang vậy không đó các bạn. Đi không nổi. Tay chân gì bơi. Im. Có nhiều đây nướng ăn bệnh rồi đó. Bệnh luôn, bệnh. Bữa nay tính ra trời mát, ngồi cũng em đâu lạnh không? Đâu lạnh không đâu. Lạnh hiểu gì đâu. Mình nó mát khỏe nữa. Tại đường dễ thì nó mò bánh ai cho chết nóc luôn á. Ừ, nãy giờ mò bánh. Bên này nó hết cái rồi. Cái cục đó là mấy cục đó có hàng là có cá đó. Bá luôn mà. Trời má vừa nó có cá cho cái rô nó nằm nó. Nó chạy thẳng luôn á. Ôi là trời cái rô nè. Trời ơi, trời ơi, nãy giờ hai con rồi đó. Tới câu chuyện rồi. Tới ngân con mày rồi. Bữa hang này chắc con cá gì trống nữa nè. Ây da. Má hai cây nó sỏ nó dội lên đi. Bỏ con cá nó vô đây cái niềm tin. Đúng rồi, bỏ cá vô đó đây. Phí lắm. Mà đụng tính như cá lóc không trời. Cá ra ngoài phí lắm. Phí à. Cá gô đó mà ra ngoài phí lắm á. Cá ra ngoài mặn lắm á. Có cá liền rồi. Ôi trời ơi, cái dây rồi, cái lồng nó chín rồi. Đã, tới em chuyện. Tới nhanh lồng rồi các bạn, chín, ngon, thơm phức. Cái gì này trời. Con tới thèm chắc tới à. Thọt nè. Trời ơi, hỗ trợ bệnh có cá đâu. Hỗ trợ, có cá bự các bạn ơi. Đâu? Cá lóc cái gì? Cá lóc hay cá gồ. Cá gì đây nè, có cái hàng lên đây nè. Rồi luôn đi. Sảm lại kỹ kỹ để nó phọt phọt ra ngoài nha. Một à. Nó có con hàng quéo lên nha. Bự lắm. Bẻ cây bớt ra đi cho để nó sót được sỏi vô đỉnh kìa. Cút đằng chỗ đỉnh á. Ừ. Nó sọt nhỏ. Dễ không xiến nó đổ thừa. Chắc cái hàng cũng cạn à, nó đông nãy gù đó. Bắt mạch bên này bắt qua được không? Nó móc luôn à. Cái dài nè. Muốn đụng cái đuôi nó nè. Lóc gì? Chắc cái lóc cái gì á? Cái gì? Ai vậy? Trời! Lên tới đây luôn. Đụng chưa? Em đang móc. Móc bác bỏ. Tài văn quá. Nói tài thêm. Cái lóc. Cái lóc à?
cuối cùng đã phát hiện được ra con cá lóc rồi các bạn ơi. Em công kỹ nãy giờ cái còn gắn mối ngọt nữa kia chết luôn. Không phải ngọt mà đã uống nước chết. Đây cũng chết các bạn ơi. Bây giờ mới bơm nè, cái nó làm hang có sình, không sình sình nó gom lại cục. Bữa nay thì nói chung quân này ít cá này cũng khai cá nha các bạn ơi. Nhiều không nhiều mà ít thì qua cái mức ít rồi. Em trở cái rồ nãy nữa nè. Cái rô nó ngập cái này nè. Gát nguyên bậy nó ra ba bốn con gát trơn. Con này bự nó dính lại. Rô ký 80. Rô toàn rô 80 ký không. Mày hỏi đằng mơi đi mò nó gì quận? Hả? Mày hỏi mơi đi mò nó gì? Cái rô không? Rô nhóc luôn. Mấy hàng mà thông thông cái rô móc lâu hơn mấy cái khác. Nó ngậm nó dính được. Dính ngậm quay vậy. Vậy mới được nhiều like chứ vậy. Ừ. Đi còn bị chửi nữa. Quay mà cỡ này còn bị chửi like. Lên nó không cảm nó còn chửi. Nó mình bỏ cá vô hang. Giờ nó la nước nhiều gì mà sao nó mò dính cá nó chửi. Ôi. Là mấy mày sao quá. Nước vậy đó mà mò được cá. Đó giờ chưa thấy mồi cá. Là trên này mới nói chưa mò. Nó mò ở dưới đủ ăn nghỉ. Mò đủ ăn nghỉ rồi. Chừa cho mình nha. Nó biết cái này có khách. À anh bà. Bà báo anh. Anh hai. Anh hai hả? Anh trời trắng nè. Trời trắng như cua luôn. Ê ổn à. Bẻ anh đi. Mấy áo á. Trời trắng thầy nên sợ lắm. thầy nên bây giờ cho hai cái hai nhà ba tỷ cũng không dám. Không dám đút cái tay đẩy 2k liền nè, còn gì đem nữa. Đó bên kia cũng có cái vỏ mới bị gáy ra hay gì đó, đó cũng phập đó. Ủa, một nhóc trời chỏ một nhóc luôn kìa, cái đó rồi rồi đó. Cái chỏ kìa ba con nữa kìa, lấy lụm luôn. Ồ, cái ghim sẵn luôn kìa, đẳng kìa. Nó ghim theo cái rễ nữa ha. Cái cả trời chỏ một, 5 con. Kìa, đẩy 3 con nữa kìa. 3 con có đỉnh. Ghim chép mà phải nó ghim gì không ha. Chắc nó thúi luôn. Chết thúi luôn. Lấy gì nó ăn còn thúi. Chết này nó cũng ăn rong rêu đất được không chứ ăn gì. Quá các bạn ơi, nặng dữ lắm rồi, khúc rồi. Khúc rồi, giả hết lên. hai người mò, 10 người ăn. Có 10 người mò, 2 người ăn không đủ. Khúc này ít ăn nha anh chung. Tại vì kinh núi đào mà. Khúc này ít ăn. Đúng rồi. Cho chuột chưa bữa cho. Cấm nhâm rồi. Móc rồi. Lôi ra đầu chuột cắm nhâm. Chuột chân. Được quá à. Chép. Đóng con chép nữa rồi. Túi nữa rồi. Túi nữa rồi trời. Đánh ta bỏ vô luôn. Chép bự không. Ừ. Không có ông thầy đi bởi vì chép bự không. Tặng con chép nuôi. Đâu hết đâu, dễ vậy. Quá bạn ơi, dở hết nổi. Wow. Đặt. Rồi lôi luôn đi chứ dở cái gì nữa. Dở gì nổi nữa, dở cũng hết nổi luôn các bạn. Cá một khúc luôn nè. Đây hơi ít cá lóc quá các bạn. Đây, nước ở đây cũng còn khá là nhiều. Dính đủ con cá mập luôn nè. Hùng quá, cua bắt dụng cá luôn nè. Dính cá mập luôn nè. Con cua bắt dụng cá nè, thấy không? Con cua bắt cá luôn. Ngồi cua nó bắt luôn con tay.
cua bự ha, nó ăn bự quá. Có thịt cái luôn, thịt tái rồi ha, đem cái chanh heo tái rồi. Vừa lúa cục thịt vừa kéo ra còn lúa thịt nó pha chanh vô cắn ngang ăn như trong rừng vậy. Không được lắm. Đợt trước con còi còn ngàn đậu nó không nên đi bắn mà. Kìa, quá chục con à. Chết cầm cầm. Hai em nữa đó hả? Dễ ăn quá. Chết dễ ăn hơn cá à. Dễ ăn. 5 3. Nặng quá. Dở hết lên mặt nước nổi. Ôi trời. Cá rô. Đóng. Má cá rô vậy là cá rô mẹ hả? Cá rô mẹ. Cá rô này cũng được, mập. Cá rô đỉnh này nãy mới bự. Có nuôi ngày nào đâu có thì lịnh mẹ. Mà cá mùa này nó không bự nhưng mà nó mập, mấy con nãy nó mập dung mề luôn mà. Không trời. Thịt dung. Anh tính cá rô ốm ốm không đó. Nãy ông tính cá rô ốm không à. Cá rô nói chung con nào ít có con nào ốm lắm. Cá rô nào ít ăn nó mới ốm. Cán ăn. Rồi thấy con nào không mập. Con nu. Thấy mấy ngoài rồi kêu. Hàng chết rồi. À, mấy cao thủ mò chanh chép các bạn, chuyên gia về chanh chép. Dòm hang cái chanh chép à. Nhỏ à. Vợ con sẽ thấy cảnh này. Wow, cái kết. Em nghe nè, em coi clip em thấy anh mò chanh chép hay lắm phải không? Bang liền. Sao nó hay ha, đặc giả khắc mà nó đào vô tới trong nó sầm. Cá chọc này. Cái lưỡi nó lách nó đắt vô. Nó hút kia. Ba con. Bông cá. Cá cho cá nó thở cái các bạn. Mà mình dở lên cá mình thở nhỉ dữ hơn cá nữa. Nặng. Ọt nổi. Bên bờ đi. Ừ. Bắt rõ chứ. Bắt cua cao bự nè. Hàng khủng hả? Ừ. Để tay vô, để tay vô. Quéo. Đàng hoàng à. Kẹp cái bệnh luôn đó. Bỏ càng nó đi trước. Rồi. Càng nhỏ. Rồi vô đó. Ngồi vô đi. Để đó. Không khéo thì bị nó gỡ liền á. Bây giờ á. Cục này mấy bản chưa có nhìn chép. Dữ luôn hả? Nè, có mấy con dữ vậy? Ba con bự. Hàng ba con. Hai con đây nó năm con. Đấy ông chuyện. Sáu con. Bảy con. Bảy con luôn đó hả? Trời ơi. Chỗ một bảy con. Thấy miệng lừ hết trơn. Ừ. Trời sướng tay. Bảy chú bộ đội. Trời ơi. Hết mẹ. Hết. Rồi nữa bạn coi nè. Ôi là tràn nghính hết nổi luôn. Đây các bạn coi cái chiến lợi phẩm của mình nè. Cua cá chim chép chị ơi. Quá xá. Đây, đây là cánh đồng vụ đông xuân các bạn. Mình có màu rất là đẹp. Đó. Ông Hoàng tới đâu rồi ông Hoàng? Nhà mình lên nặng quá đi dưới lội hết nổi. À, xin chào cả nhà nha, vừa qua cả nhà mình xem buổi mấy anh em đi mò cá với mò cua đồ này kia ở đường kinh. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. À, bây giờ mấy anh em đi về các bạn ơi. À, nãy cũng nhiều lắm rồi. Đây về mà đỉnh còn làm cho mười mấy chục con chép nữa nè. Chép dữ thiệt.
nè. Cậy đây đừng la. Mốt mình muốn mò trên chép ăn mình đi khúc này khúc đi lên. Tới khúc này mình đi ngược lại. Thôi nè, cả 20 con nữa nè. Bỏ vô anh qua. Chép dữ lắm. Khúc này nè. Đứng tử là nhiêu con? Quá trời. 2 17, 18 con. 3, 4 6 đây, chỗ vuông chim chép mà. 8 10 10 căn 18 12 16, 17 con. 14 bỏ như chép nhỏ rồi đi. 6 nó thật vậy đó. 17 con trời. Nhiều. 17 con. Thả lệnh con. Tán chuyện. Tán chào chuyện chào cúp. Cúp. Trời. Nghe quá gà. Ôi. Cái đánh. Mà hồi lỏng cái túi luôn á. Trúng ốc đứt giò luôn. Tới bò lên trúng ốc đứt giò luôn. Trời. Lên tới một chuyện. Lên còn còn. Đâu hai người vô lên đây. Chào. Xích ra ngoài, xích ra ngoài. Đánh miếng xích ra ngoài. Trời ơi trời nè, dám nè. Trời. Trúng. Đây bây giờ mấy em về các bạn ơi. Về đón chào bạn Trung ở từ Taiwan về. Cảnh gánh này thấy hoài vậy. Lại rồi mò tới kia gánh về cũng chết luôn. Này gánh nữa. Sạch. Đấy chị. Gánh gánh heo gì lần. Trời. Chết rồi. Này xí không nói gì hết trơn, cá nhóc trời. Thôi em nói con dính cá. Trời, nước đổ bên kia. Xí bị phá lời nguyền rồi. Thằng thông minh. Thành nữa. Ồ, bị dính thêm chép luôn hả anh em? Nhóc luôn. Trời, trời, không. Mò là trên chép ba quá. Trên chép nãy đỉnh nó mò chỗ là 7 con, 8 con, mười mấy con. Thấy hàm á. Nó là tính cá dữ lắm. Ai vậy, trên chép không à? Không cá nhiều mà. Rồi với cái ấy không cũng chắc đã phía ngoài rồi. Không có lóc gì cái nguồn. Có hai cái lóc chứ nữa chê rồi. Chưa mẹ dòm cá một cái. Xẹt với ba ông Bình đi trước rồi ha. Ông Bình đi mò nhậu quái luôn. Mấy con vừa ra là bỏ chồng ta tàn tẹt. Đây chứ là lắm rồi. Phải coi cá xíu. Cái miệng nó nhỏ quá nhỏ. Bự bự không. Tốt sữa. Bự mà bự thấy ghê. Thì đó. Bị chà bá. Cậu dám nói của ông Hà. Cậu dám nói bị chết thập rồi các bạn. Chết ngờ. Không biết lỗi. Cái gù kìa, như cái gù nuôi vậy. Cái gù người ta nuôi chứ cái gì nữa. Không nuôi ngày nào đâu. Thì người ta nuôi. Bên này không có gì cả. Đã tắm mà. Nè nè, đổ vô đây nè, dội dội nè, mới sạch nè. Lấy cái đó ra đây. Đổ ra, đổ ra rồi cái chừng rồi đóng lên đi. Để đó nó dậy à. Đổ vô thau nó dậy rồi. Cái cá kia nha. Để lên, để cái thau lên. Để thau lên dội bên hông nè. Thôi 6 ngàn anh em ơi. Phèn. Đổ đi chứ. Đổ thì. Đi lên vô. Đi lên vô. Rồi được rồi, dở lên đi, rồi dở đi, đổ bỏ đi xuống cái tắt nó đi, tắt cái okay. Thích vậy đó, rồi thao. Tắt nữa rồi. Dạ. Rồi, nó làm hiệu quốc rồi nha. Rồi, bánh vàng cái cảnh nha. Bánh vàng cái cảnh. Ông Bình với ông Bình. Yeah, ghế ông Bình. Vừa qua nè, sáng giá rồi bánh này. Bang. À, bánh phụ nữ cũng được nha. Vô vô cái mặt luôn đó nghe. Kiếm cái gì được cá ra riêng đi. Có tới cái xịt nó mò. Mò. Bạn ông Bình với 1 phút rồi nè. Rồi ăn thì mở ra. Ờ 1 phút nữa mò thì tôi coi cá chê một con nhỏ. Dạ nó lạnh lắm nó dạ. Nó rồi quyền ba mập à. Cá này làm gì ăn? Bữa nào ăn mì bỏ đi. Rồi chắc chiên xù á ta. Chiên chiên xù. Xù. Nó mình chua mấy không? Ồ chiên xù. Nó nấu chua mẹ đi. Nước mắm đi. Đây, nấu chua ngon ngon. Chấm nước mắm mà ngán lắm anh em ơi. Nấu chua đi. Đúng rồi đó. Cái chứ làm lẩu chua đi. Dưới có kìa. Còn cái lóc dưới đó đó. Ai làm lẩu chua đi, cá là lẩu chua đi. Ngon rồi. Cá đó. Con cua bỏ vô lẩu chua cũng được. Luộc hàm. Món cơm mẻ ngon. Đúng bài luôn. Luộc hàm, có hàm thì luộc hàm cũng ngon. Nó ăn cá sặc như vậy đi. Đầu tiên cá chiên cá sặc lẩm ngon.
Gửi này làm chưa gì? Vào gửi này cái này làm gì? Luộc hả? À? Luộc hay là làm gì đó? Luộc. Làm là hỏi gì vui sầu lăng đi chép sầu lăng gớm. Ủa hỏi sầu lăng cũng gớm đi. Cô nó cần cô nó cần cô bài nó gọi trên chép là sầu lăng gì hấp hay là luộc. Trời nhiều cá lắm bộ. Trên chép nữa các bạn, cá nhiều đó nhiều, nhiều lắm á. Hôm nay cũng cỡ chục chục cả tí hơn à. Nè ní ơi. Thao cá luôn nè. Cá ngon thao luôn nè. Cá gô. Cá gô nào hôm nãy bằng cái chiếc dép kìa. Nhà bò chín. Thịt đầu mà cá nó chưa hề nó hèm á. Nói thiệt chứ bộ nó giống tao mà giỡn. Đâu đi cá gô chậm coi cái ai. Một thao nè. Chậm cá gô lên á. Nè. Nè. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ ông thầy vô bằng cá tiếp mấy anh em các bạn ơi. Vô cành bữa nay cành ngay bằng cá này, cá chưa chín. Bữa nay bị chịch thời gian mới giờ chút xíu các bạn. Chứ các bạn xem phần ẩm thực của mấy anh em nha. Mới cá làm lẩu ăn chay. Nước. Hai chào các bạn nha. Nước nhiều nhiều nha, nước ít quá. Bữa tối bữa nay chạy show đi nhậu rồi. Bữa nay ông thầy sẽ lẩu không ổn. Ồ, chắc có luôn. Kìa cái dao kìa, dao gắn giới luôn. Cho mượn cái dao. Đây, cái phần cá rô, cá cua rồi nãy mấy anh em mà mò nãy giờ này các bạn. Sắt nữa mà phải không? Ở đây thì có hết. Có chuyện luôn nè. Đây luộc hàm nha các bạn. Đây bữa nay ông thầy không ngờ ông cũng bị bệnh nhưng mà ông cũng sơ sức anh em thông cảm nha. Ta tính vậy bằng suối kêu mặt cái sạch rồi cắt đầu rồi đánh thuốc luôn. Ông này bác sĩ ông nghỉ Tết rồi, ông không có gửi thuốc. Quên. Thiếu liều. Lấy hết rồi định. Lấy hết rồi bấm. Trời ơi trời. Đủ chưa chưa? Đủ chưa? Dài tâm. Gì nữa rồi? Anh ơi. Gì nữa? Em bỏ ra em bầm trên đây nha. Bỏ bầm hết rồi. Ừ, bầm lại đi, sao đó. Trời ơi, nó chua. Chua đổ nước vô, không có đánh vào. Không, mình nêm đường, nêm độ vô là nó dịu lại hả? Không biết nào. Nó nói nước ít, nó đổ nước. Không, đổ thêm nước nữa. Rồi, đổ thêm nước thêm nữa. Được rồi. Công nhận ông thầy ông bầm xả hay thì chứ. Rồi, bị cái bàn nó xào giá tới. Được rồi, xả vậy đang gấp ăn luôn, bầm nát quá sao ăn. Hấp nước nó vô hấp. Rồi. Thầy hấp. Rồi, hấp vô. Ăn lên có khi có thấy gấp ăn gấp xả ăn lắm kìa, hồi cho ông cục xả cho ông kìa. Coi hấp đâu. Hấp vô nó hơn con thỉnh. Ừ. Nãy giờ cá sẽ được bỏ vô chân các bạn ơi. Nãy thấy còn mấy con cá còn sống đấy nha. Cá cua rồi. Đó em chuyện luôn các bạn. Trời ơi, ta cầm cái thau không, ta đổ đi luôn. Rồi. Nước. Cái bổ không á. Trời ơi, có nhiều đó. Vậy mà có vợ được. Có con nữa. Ba không đứa. Đỏ vô luôn. Ừ. Đó. Biết không sinh cá không? Không sinh mà đỏ vậy đó. Nè, làm gì vậy? Bỏ vô đi. Người ta bỏ vô đi, hồi chín múc cho nó ăn. Trời ơi, vậy mà có con nhỏ nữa. Khổ thiệt chứ. Tao có hồi nãy nó lên chừa cho con Bin. Chừa nấu cho chín đi, chừa cho nó. Nấu chín là chừa luôn. Khổ thiệt chứ. Này hấp luôn nè. À, hấp này. Kìa, em thầy thử cái dừa, mà em thầy nói thử trước vậy đó. Hai người đi một chút xíu mà, chảo ha. Trời ơi à. Cới, cới cái lẩu luôn quý vị ơi. Lẩu đó mà tiếng ngoài vậy. Đúng thêm một cái thau gà của này ăn chắc thạnh heo luôn. Mọi chuyện có tiếng ngoài vậy. Ừ. Đây, heo. Heo. Hai heo mà gặp hàm với cơm mẻ cái nó màu bự lắm. Nước mắm mẹ, nước mắm ớt đi. À, làm mắm ớt. Để nắp ra đi cho nó mà nó sôi. Để đi, đứng đảo nó cả. Đây bây giờ anh Hoàng sẽ cho xả ớt rồi vô các bạn ơi. Để tăng thêm cái hương vị nha. Sẽ xảy mở tội để kết thúc cái phần nấu lẩu này. Tắm nè khán giả. Bang nè nè. Cái gì? Cái nhà nào?
để chờ cái phần này nó thơm ngon thì phải sấy mỏ tỏi một cái nó mới tới ông chuyện nha các bạn. Nó vừa bán rồi cái người ta bán nhà nữa rồi. Wow. Nghe tối quá nè. Khác liền, khác liền. Có mùi liền hả? Mùi liền. Mấy chân thôi, đổ nước vô đây nè. Múc nhá nó đổ vô, rửa luôn. Đây. Gì vậy? Còn món nữa anh. Tỏi đâu? Gò gai đem cho anh cắt vô. Hả? Còn món nữa anh em ơi. Tới công chuyện cái lẩu luôn nè các bạn. Mời Điện Nhi làm việc cũng chương nè không được. Ôi ôi cái đồng. Cá hò. Mời Điện Nhi làm việc cũng chương nữa. Vô mày không? Tới công chuyện. Nãy mình mò đâu được được tí ngoài không ta? Cả tầm đó tiếng ngoài à, một tiếng chắc cả tiếng à, tại mình lội bộ nhiều hơn lâu quá mẹ trước đâu đó quá các bạn ơi. Về miền Tây mà chơi cái lẩu này một cái một thì nước gì một cá gì múc nước ra vớt cá rồi lấy cái chảo lên này. Cái nhỏ xíu đó sao trụng nhau trời. Bỏ cái bụng xả ra lại đi. Bỏ muốn cá được rồi. Anh nhớ chứ muốn cá có cá sạc cái miếng cá sạc nữa. Cái đợt mình nhậu bên chặt lá rồi bên nhậu cá sạc không chứ gì. Ừ, tại vô mới ngon, nó ngon mài chứ nó ngon. Bao nhiêu được rồi. Nhiều được rồi, chàng lắm rồi. Rồi. Ủa sao cái chê còn ở đậu không vậy trời? Cái đuôi đâu rồi? Cắt cái hình cái gụng cắt đùng. Lấy cái hấp. Ồ, cái đây, bây giờ mấy anh em sẽ nhập tiệc các bạn ơi. Bây giờ mấy nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bắt lửa lên chơi. Gió vô ngát rồi chị Xui. Bây giờ gió cho quay quay á. Gió quay được không? Nó không có bạc được. Nó không có lửa rồi nè. Chừng ba rồi, xuyên ba lên. Các bạn ơi, vô lên ba ơi. Đợi rồi nhả chưa bằng anh luôn trời. Anh cái đầu không? Được ba. Mở rau lên lên. Đấy rồi. Cho ông lên kìa. Đủ. Không có hoàng rồi, không có hết cái thơ hết trơn. Đủ lên kìa. Đó, người ta đã bên đó là biết cái gì rồi. Chiều mấy mày đi mò bệnh cái thằng con bà vậy đó. À, trời ơi chứ cho nập tô trời. Được rồi không được rồi. Này đúng không? Ờ chiều thấy nó hái nè. Anh đỉnh ơi. Này đúng chưa? Ba đâu vậy ba kêu lên cơm gì ba? Dì ba. Dì ba đâu? Ba không ăn rồi. Hả? À? Dì ba ơi. Trời ơi này mò bán không rồi. Chén đỉnh đâu? Có lóc cho hai người ăn kìa. Không có người có lóc đó. Mai mò nữa đó. Mai mò có nữa đó. Ngày mai ông bảy ông rút ông rút khô nước luôn mà. Chừng ba ngớ không ông rút hết qua. Sao cũng được chứ. Nãy ông bảy ông nói ngày mai ông rút khô nước luôn. Là bảy đây cho đỉnh với vợ đi rồi ở đây. Nhưng mà ngày mai là mình mò gấp luôn á. Tại vì ngày mai á mà vô xuống sớm á. Tới chừng 9-10 giờ là mò được rồi. Chứ sao như ba bữa nay mình đồ ổng mò cái đường đầu này là rau muống với lục bình nhưng mà mò hang nó không có đâu, nó không vô hang đâu. Tại còn lục bình nó ám dưới không à. Mà ngày mai là biết không nó có chích động đêm nay nè. Dạ. Có chích động đêm nay rồi ngày mai là nó vô hang nhóc luôn nè. Chích á, nó chắc là nó chích á. Dạ. Vô đến đây. Chứ cá chìm ruộng nó xuống, cá chìm ruộng nó xuống vô hang à. Trời ơi, người ta sợ hoạt gió mà mất mặt quá. Để đi đâu. Bao bi lon lon á. Ăn cơm cháy rồi, ăn cơm cháy rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức nồi uống đại uống này lẩu luộc hèm nha các bạn ơi. Lẩu cá đồng luộc hèm mấy. Ở nhà ăn cơm ăn cơm với lẩu. Lẩu luộc hèm. Đây không có con tôm, con có con cá. Chỗ nên có con tôm. Mẹ hỏi con ăn cơm không? Cơm. Cơm. Trời ơi. Đâu mà cái này mà nói chịch nó bẻ hồng mày đó. Biết rồi đó. Ý nó nói mẹ nói đớt. Nó đớt hơn nữa. Anh bơm. Hủ quạt rồi sao nó cháy? Hỏi con anh kìa. Béo bơi bên nữa không? Ngồi bên kia đây, mình ngồi xích qua bên... Ừ để y nguyên hiện trường đi, nó khóc điếc chân rồi. Kiếm miếng giấy không thầy?
mình quay ngồi hết ăn hết chặn cái mồi nè, chạy đấy ăn trước đi, còn sao chạy đấy không, còn chơi luôn đây hết rồi, còn nhớ ừ, phải rồi vậy ngon rồi đó, ngon rồi bắt nữa, ngọc bò không muốn đi chai này có chúng hưởng không, Thiên Ngọc đi sinh nhật gì rồi, kêu của bà nó tới nữa con. Đi con cọp. Đi ông ơi. Cọp luôn. Cái gì con cọp? Thằng nào ăn cua? Con cọp hả? Cũng kiếm chuyện với chạy. Thằng nào ăn cua? Nhìn cua đại đại đi, cũng có người ăn rồi Dũng Mai. Hả? Cũng có người ăn à. Đi đây, bỏ gạo vô. Bữa nay đi sao tưởng đâu là mệt luôn rồi, ai nhà đâu cũng được cá con nhiều. Con cua ơi. Nhờ cái khúc đó nó không có mò. Bỏ gạo nhiều lắm, giống rồi đó. Có thấy cái gì đâu mà bên đây nè. Bắt đầu tôi ăn. Dạ. Đủ. Đấy thì cái chén có con cua càng bự không gấp cho nhỏ. Ừ, con cua càng bự xíu. Cua càng cà bá luôn. Gấp đại nè đó. Lấy xuống cái chén nó xuống rồi. Con cua càng bự lắm. Dễ xuống. Con cua càng. À bên đó vậy. Góp kỹ suối. Trời ơi, sáng đâu uống đâu mà để cho nó vậy. Kiếm chuyện, kiếm chuyện. Em để tượng chân trên vậy đó. Kiếm chuyện, kiếm chuyện. Không phải gì đâu. Kìa, kìa, kìa. Càng bự rồi. Hết luôn rồi, ai ngâm này, Dương Ba vậy? Cua gạch không? Ừ, Dương Ba. Dương Ba đó. Trời ơi, ngỗng ngâm cái một. Trời. Nặng tét luôn rồi, còn gì nữa. Bận mới thôi. Tại con gọi đàn chứ chừng tắt đàn cá mất tiêu rồi đấy. Tắt đàn cá là tự nhiên. Cá nó chú. Dạ, dạ, dạ. Con gì? Con gì á? Rồi, giải bộ gấp cái vô bự mà giải bộ. Này bộ ra là bộ đánh đánh mặt hứa hả? Ai dài dài. Giải bộ quay chỗ khác liền nha. Tiêu thuốc liền. Vô kia ông bà, vào kia. Vô cột, 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 vô đi. Tết giờ chưa đụng nữa. Chưa khai trương hay gì chứ. Nhậu khai trương đi, qua mùng rồi đó, 11 rồi đó. Có anh chưa khai trương kìa. Đốt chai của mình sang kìa. Vô nè, vô lại nè, vô ba. 1, 2, 3, vô. Vô toàn mỗi miếng ăn. Có ăn không? Ủa, ông hút rồi rồi đó. Ông hút rồi, ông xuống một ly bự rồi đó. Chưa cắn được nữa. Đạo quá. Đạo quá. Đâu rồi? Đâu rồi? Giỡn gì? Giỡn gì? Bữa nay sinh nhật ở đâu của ai ta? Nhà của Thảo, con hai đẹp. À, ở ngoài đằng Châu ngoài đó hả? Hay về nãy thấy con ổng chạy xe vô chợ rồi. Anh quét nhà phải không? Chưa. Sạch quá vậy. Trời ơi, mới quét nhà rớt quần lông luôn nội ơi. Ủa đó ai ngồi? Lại được chứ. Cô đỉnh ngồi á. Thôi lại ra. Con lẽ lại ngồi bay vô đó. Lại ngồi bay liền sao không? Mặt gió hì hì nãy giờ đó. Ê, nó chịu à. Ai tin nhắn tin vậy ta? Rồi, ăn cái tin đây. Mà, coi ai nhắn tin bèn bèn. Không biết. Mà mờ xê ra đít gì. Ăn cái đi. Về vốn. Để ngồi ba cái cô bữa hết trơn luôn. Không, mới ăn chưa kịp rồi chứ nghe anh này nè. Không, không nói trước là gán chịu đó. Chưa kịp ăn. Cái này à, của em. Cũng công kỹ nãy giờ mũi chích dữ lắm. Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Nè, cái đồ bự nè. Nè, chị chua đây nè. Đủ. Ê, trời ơi, gấp gắn. Nè. Hết bỏ vô tô đó luôn hả? Ừ. Gấp cho tặng con tới đây nữa. Đây đây đây, 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 đây để hồi nó nguội, để qua, đãi đi hồi ăn đó. Trời ơi, cái đầu cái chơi bỏ uổng đi. Bỏ rồi. Ủa. Ờ nãy biết. Gì vậy? Trời ơi. Nè. Mày thấy lộn người mà thấy chú Nên. Nè, của con nè. Lấy qua ông Nên là để chai luôn. Đúng gạo tới thì chơi. Mày thấy gạo đâu mà mau vậy? Bữa nay mới lên cái clip rồi á. Cái clip ông Hoàng nó nóc hang nóc. Chỉ mày nãy đi qua. Ông Hoàng ông chạy một hơi lên bờ. Có đám gạo ngon lắm. Cái đây là mẹ phải gì vậy?
Để em kêu ăn mà ngủ vô hoài. Cái gì? Ủa năm nay thằng Cao không có vợ gì không thấy thằng Cao không? Ủa nó đi rồi. Rồi. Nó về mà nó có ở nhà à, về người ta đi coi vợ rồi. Đi coi vợ rồi. Chuẩn bị anh em. Ôi, chuẩn bị đi là vừa. Chuẩn bị mài răng đi. Chuẩn bị mài răng. Có ông bảy nó mày về. Ông thầy mài chắc lâu rồi tới ba hàm rồi. Chuẩn bị cái điện thoại nữa. Đi đám cưới cái điện thoại, đám cưới cái điện thoại nè. Ông bảy nó về, nó nói ông bảy nó điện về, ông tám nó về, ông chín đi coi vợ cho nó đó. Chuyện này em ơi. Rồi em rồi đó, rồi anh chính đi coi xong rồi mùng 2, mùng 4 cho lên đây. Mà phải nói chung là vui ha. Đồng. Ừ. Rồi mùng 4 lên đây rồi rồi rồi, rồi. Nó có chung về đây bắt cả chung chứ đâu có riêng cưới mà, cưới gì đây mà. Thằng thằng cô ấy vậy. Cô ơi, rút đi. Vậy làm đi. Hiểu luôn hả Tăng? Tăng ơi. Dạ. Cao cứ vợ về đây là hiểu còn đỉnh luôn rồi đó. Cái đó bình thường. Hai vợ chồng không khúc mà chùa nha. Có chỗ rồi. Dạ đúng rồi. Trời trời. Hiếu chỗ đã là mấy năm nay dư 2-3 tỷ bạc rồi đó nội. Chỗ hiếu gì? Để ra một tiền là dễ dễ. Giống như Tùng với cụ tuổi không? Tùng vợ cái là văn dách. Văn dách. Văn dách. Văn dách. Có nhận đại tử không? Có. Mới mốt cháu phải học mới được. Học nó cháu hả? Cháu gì không có nhận đâu, chắc không nhận rồi. Ai, trong khúc này mà chịu nó cháu dưỡng bán con chùm ở đây á. Tại ở đây đâu ai bán đâu. Xả nó mày xả bán. Rồi. Ăn không hả? Bán chùm luôn. Bán chùm luôn. Có chuyện nghề không em? Nhấp nhấp. Chuyện nghề đi. Chuyện chứ. Chuyện cho con à. Đẻ thêm đứa nữa chuyện đó. Bữa xui da không mà, không lẽ em chỉ chị xui sao? Bữa 11 rồi là đi đám rồi, đi đám tư vấn cho nó nè. Dạ, 11 tháng 10 tháng 2. Với bà bọng hả? Với bà bọng á. Vô là khoảng chừng 3 số à. Anh đi nhà thầy Chiều không? Thầy Chiều. Thầy Chiều dạy mà không biết, dạy ngoài sao anh biết được. Biết ông thầy nên không à? Phải biết ông thầy nên không à? Đâu nổi. Cái khúc nhà cái thằng mà chiên cò chiên ớt thằng gì đó. Đường đó gần đi vô chừng 2-3 số à. Mà đi đường bữa hôm tôi đi đường lầu đường Người Trắng nè. Để qua gần kịch. Rồi vô. Đúng cho miếng nào cô Diệp. Được. 1 2 3 vô. Gặp thêm con cá rô nữa đó. Nó rồi đó. Cái đầu vừa gần chuẩn bị hết là gấp cái rô để sẵn cho ngồi. Hết rồi đó, cái đây hết rồi đó. Nó dữ lắm. Đây cũng còn cái này hơn giờ chúng mấy bảy cái rô. Tới rồi mày, Nguyễn con lấy chơi má. Thôi ăn được cả nhà ăn gì hả? Nó gà hả? Gà mày Nguyễn lại đi. Muốn muốn rồi. Trời ơi, xíu mình mò nữa. Gấp lấy cái giá này, lấy giá gấp nguyên con đi, nó gã lộn cái này. Quá. Rất cơ, cá bự, cá gô bự lắm nè. Luộc hèm, luộc cá mẻ là nó mềm lắm. Cá thằng này nó mập lắm. Cá này tới mày luôn. Bàn tay không chịu tao, chịu tao lội đi bển tao đón với mày, không chịu tao lội về. Dạ. Thì cái ông em lội ngang với mày lội về đó là tao lội mới được. Đi đại luôn, ra có hai người là một, rồi ba là ra thấy bằng băng kia mò trước là thấy cũng muốn bệnh rồi. Thấy nó đứng ngon, chứ chiều, chiều quá. Hỏi Phúc rồi, Phúc nó bắt được con cá chê mò rồi. Không, Phúc có rồi, lại được nó rồi, đi bờ nữ ốc. Con hỏi nó còn con cá chê mò. Không bệnh đâu, không biết ăn cá. Bệnh mò cá dở. Hai chào các bạn nha, giờ Củ Tỏi đã có mặt. Củ Tỏi còn sống các bạn ơi. Củ Tỏi hôm nay đi chạy xô các bạn ơi. Tỏi còn sống. Đây, nãy giờ có người đòi hốc ẩu vậy đó nha Củ Tỏi ơi. Coi lại, tính đâu về không kịp hốc ẩu rồi nha. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui nha. Bữa nay bắt cá thì thiếu thầy Niên với Củ Tỏi. Thầy Niên với Củ Tỏi thì cũng mấy anh em cũng được mớ cá mắm nó cũng êm. Đây chưa tới mà. Trời ơi, Củ Tỏi mặt tươi rối luôn, chắc tôi cũng tới trưởng. Râu sụi hết trơn kìa. Ông nghe gà, ông nghe nó gớt con râu đó luôn kìa. Nó không chịu ăn. Lộn chén nè anh đi nè. Đang nó không chịu ăn cá. Thấy rồi, thấy đó. Phèn cũng nặng lắm. Vậy không á trời, ăn nãy giờ mấy cái đầu có chơi với 4-5 cá rô chưa vừa lòng. Củ Tỏi. Khổ được chứ. Cá rô nằm tròn vo Củ Tỏi. Nằm tròn ổng luôn rồi. Vô đi. Hết biết tròn. Ôi, nãy giờ mấy anh kia chắc băng luôn rồi. Mấy anh kia nãy hôm nay thấy vô giới thiệu kia dài rồi. Trời xuyên. Vô.
1 2 3 vô. Trời chén đại 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 của tới về mới nhậu đó. Chơi bò. Ủa thằng Bình đó chứ thằng hai chú cháu tao qua tao đẩy được ngoài trước nó mày. Bảnh bảnh đi qua bảnh là bảnh người ta nhậu rồi luôn không tội. Rồi về luôn rồi rồi luôn. Có đâu nhậu thì chắc mới chừng lít à. Con lít à. Đây có cái bọc màu à. Thì ốc có 3 người à. Thằng Bình với mình nhậu nhỏ với thằng gãy không à. Không. Nó hồi nãy nó kia. Thì tội đi dưới à. Nên hút á. Để má em cao thủ ngồi Euro để xuất hiện. Bỏ luôn á. Bỏ mà. Lấy 3 con này. À. Cua không bỏ cho nó con nào mà em mới mẹo gấp cua cho nó hồi cử nữa đó. Có ăn cua dễ vậy cua ngon. Đi đó. Ngu à. Còn ngoài kia một thao mấy gì à. Chịp chép á. Chép đóng nữa. Ai hút lần trên kia quá chạy chép luôn. Đó tao lấy chai bia á, tao đập. Chéo phải vỗ như ông Kiểm á, vỗ cái phân bắt nha. Lấy chai bia tao đập không chịu. Mỗi lấy tay đập. Đập vậy nhớ hốt ảo được. Anh lột bên nha cú. Mình á. Tụt lấy muốn giấu con cá lên trời. Ghê thì chứ. Đang gáo không kệ ơi. Họ bóng cá gấp lên, để lên cái nữa. Nó gáo không mà thấy khó. Ờ trời, nên thiệt chứ. Tới đâu cũng tới đó. Rồi, ổng lết ổng chạy chạy cũng như khủng long. Nó bị gì gụng dữ ta. Tới thật kỳ em nói ơi. Bét rồi cái đêm ơi. Thì mà đó, nó gụng dữ lắm rồi đó. Gụng chắc ung khư rồi đó. Cá không vô nè. Đi đi. Ê, không có được. 1 2 3 vô. Chưa bây giờ con bỏ nè. Đây rồi, đem qua đây rồi. Nào. Để đem để bánh. Dạ. Trời, tôi là gút gọn ghẻ nha, không có để tùm lum. Cười ha, cười ha. Cái gì gọn ghẻ không nội. Tắm rửa là phải đồ đạc đồ để trước hồi lấy về, chứ không bỏ tùm lum. Ừ. Vậy đi. Hệ đâu. Tôi còn bỏ quần cũng chậm á nha. Dục rồi. Mày vậy, nó dục rồi. Mày có nghe thằng cơ thì sao giặt cho ra dục. Sáng thì nhìn cái quần đùi của thằng chồng đeo tùm lum hết trơn đó là giặt dạ, ông mò vô đó thì sao. Ai làm mà mắc ô tư chứ không thầy vô kiếm cái quần hay gì nè. Không mắc em mua tư hả? Mắc ô tư. Vậy đi chỗ mới giờ thiếu mua tư vô lấy mua tư đó. Không biết đây sao mắc cái mua vậy. Cảm nhiệm mắc cái mua vậy. Hai triệu dặn mẹ rồi. Nó có cái môn mới à. Có không? Có. Có. Đâu? Có, cho. Chừng nào có thì tôi đưa. Hỏi ở đâu? Nghe mà mù phái. Bởi vì dưới này bây giờ đang thiếu mù. Ủa? Ở chổng mà mắc cái mù rồi sao xài không nổi? Nhóp. Nè. Chặt nữa nè. Có liên hệ với ông thầy á. Ủa chim chép bây giờ người ta ấy người ta bỏ vô đây ăn luôn cũng được nè. Chà sạch cái bỏ vô đây này. Đi ăn nhiều quá. Đi nay. Nãy về gấp cái gô chà bá. Ăn rồi xong cái gô hết lấy. Kệ đi. Giờ anh em có ăn cứ ăn đi. Mốt lỡ ăn không được không biết ăn sao. Ăn cái gô hết đi luôn. Trời cho anh xua tan nhiều nhiều đi. Mai mốt không ăn cũng vậy à. Cái gì? Né nữa cá chê em đuôi luôn ha. Nè nãy mới bấm có cái đuôi là tính chừa lại cái mình để ở dưới lắp miếng rau muống lên đó ai nhà đâu gặp. Nóng nóng vô. Má anh thợ lặn may mắn. Cá chê mà chuối ở dưới mà. Thêm nửa gỗ gạo. Nửa gỗ gạo. Đi nhậu mà đem cái xịp bột vợ theo nữa cá nào chịu nói. Này rồi ghê rồi chứ. Kê bột vợ kìa. Chó này nè. Ồ, vậy cho chó mù luôn. Ủa, gạch tới gạch luôn. Cái mù gạch không. Chị Hai à, cho em chơi đi con. Để nó một hồi mẹ gắn lại cho. Hết bia luôn rồi. Hết phải đừng nhớ. Cua này cứ cái vậy mà. Cái màu vàng đẹp quá ha. Đúng đấy. Chị Hai. Xuống bà nội chơi đi. Đây,
Hai, xin chào cả nhà nha. Sau một cái buổi đi mò cá đường kinh bắt cua bắt ốc, mấy anh em cũng được cái buổi nhậu vui vẻ, hy vọng cả nhà mình xem buổi vui vẻ nha. Có bắt cua bắt ốc kinh giác không mà. Thầy này cũng hay nhảm. Rồi, hy vọng cả nhà mình xem buổi vui vẻ nha. Bây giờ vô cái bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trên kênh anh TV trên bảy mấy. Tôi tỏi cũng tới cục kẹo rồi các bạn ơi. Ủa tỏi vàng khô mực luôn. Tới giờ giữ ổ. mấy nỉ mấy người giờ sớm ghê quá. À, hồi có thằng sầu ở nhà, có thằng sầu ở nhà mà ta. Tính trả bả đi là yên chuyện rồi, đi. Bây giờ đâu bả quay về. quay lại không? Còn ông kìa, ngoại ông đi lấy cám ngoại, ông chưa hay nữa kìa. Chưa hay nữa kìa, chắc ăn chưa à. Có một bên dữ. Anh ơi, anh ơi, anh có bạn ơi. Mới mốt mới mốt bán đồ chơi thức ăn nghe. Chết luôn. Bạn nói nghe thôi. Ủa bữa đó bốn nàng nào không nghe. Bữa đó tôi đang ngồi xe. Y chang gì luôn đó. Ủa đó ba bốn người ghé đó luôn bộ nói sao. thôi nó trời thôi anh em giữ bài giữ ý nha, chuyện nào còn có đói ha. Rồi bye bye đi. Bye bye cả nhà nha.